trong chiều nay, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy, nghe công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Cầu phối hợp với Viện Năng lượng Quốc gia đánh giá khả năng giải tỏa công suất nguồn điện gió tỉnh Quảng Trị với công suất tăng thêm 1.500 MW. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phân tích tổng quan về hệ thống điện tỉnh Quảng Trị, công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Cầu và Viện Năng lượng Quốc gia cho rằng, để giải tỏa được nguồn điện gió của tỉnh Quảng Trị đã có quy hoạch đến năm 2025, cần thiết phải đưa trạm 500 kV Quảng Trị vào vận hành công suất 2 x 900 MV Ampere và cải tạo phân pha tuyến đường dây 220 kV mạch kép Đông Hà - Lao Bảo. Đến năm 2030, cần phải đưa trạm 500 kV Quảng Trị vào vận hành công suất 3 x 900 MV Ampere và cải tạo phân pha tuyến đường dây 220 kV mạch kép Đông Hà - Lao Bảo. Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Cầu và Viện Năng lượng Quốc gia cũng kiến nghị bổ sung một số cụm điện gió ở Cam Lộ, Giao Linh và xây dựng trạm biến áp, đường dây truyền tải điện, công trình lưới điện để giải tỏa công suất. Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Quang Tùng cho biết, sau khi nghe đánh giá khả năng giải tỏa công suất theo tổng sơ đồ điện 7 có tính đến quy hoạch trong tổng sơ đồ điện 8, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ đồng ý về mặt chủ trương các đề xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Cầu và Viện Năng lượng Quốc gia. Báo cáo đánh giá này làm cơ sở cho tỉnh Quảng Trị báo cáo với Chính phủ và Bộ Công Thương về khả năng giải tỏa nguồn điện trên địa bàn để điều chỉnh công suất của tỉnh Quảng Trị trong tổng sơ đồ điện 8. Đồng thời, đồng ý chủ trương để công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Cầu nghiên cứu phát triển các dự án điện ngoài khơi vùng biển tỉnh Quảng Trị.